Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề những cách bắt cầu đơn giản lại hiệu quả cao khi chơi tài xỉu trên con TDC thiên đường trò chơi nhá. Ok anh em, và bây giờ anh em sẽ xem cách đánh của mình và cách chia sẻ của mình như thế nào mà anh em có thể áp dụng và anh em có thể tham khảo ở trên con TDC thiên đường trò chơi nhá. Ok, thì hiện tại với cái thằng cầu này thì hiện tại nó đang là gì? Cầu 11 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 phát anh em ạ. 7 phát thì tiếng này khả năng phát thứ 7 này có khả năng là nó bị toạch đấy. Xem nào. Cầu vừa rồi là cầu gì nhỉ? 6 là 553, 553, 553, 554, 553, 7, đến đến 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 553. Ok, tiếng này thì mình vẫn đánh tiếp tục, mình vẫn phải đánh theo cầu anh em ạ. Vẫn phải đánh theo cầu. Đang là cầu một dài, mình vẫn đánh trong cầu tướng này nhá. Anh em xem những cách đánh của mình đấy, xem và tham khảo nhá. Đấy thì mình sẽ chia sẻ những cách bắt cầu đơn giản nhất và hiệu quả cao ở trên con TDC trên đường chơi này. Ok, cầu nào thì đánh cầu đấy anh em nhá. Và bây giờ thì kết quả xem tay này có phải chuẩn xác là xỉu hay không nhá. Xem nào, tài anh em ạ, tài rồi, không sao. Vậy là nó đã bị gãy cầu, vậy là nó đã bị gãy cầu ra 11. Ok, cái tiếng này vừa rồi là lẻ rồi, lẻ 73 là 10 đây, 93 12. Ok, lẻ cái này là gì đây, 9. Ok, 1. Ok anh em, tiếng này thì bắt vào đây nhá. Đấy, bắt vào tiếng xỉu này. Đấy, đúng cầu thì tiếng này nó phải ra xỉu, bởi vì là thường thường anh em được biết đấy, khi mà nó chạy đường cầu 11 dài thì nó phải bắt đầu lại trả về đường lại đường cầu 11 nữa nhá. Ok anh em xem cái tay này xem có rực rỡ hay không. Đấy, nếu như anh em mà nào mà xem được video của mình mà cảm thấy những cách chia sẻ của mình cảm thấy hay, những cách chia sẻ của mình cảm thấy ok thì anh em cho mình một lượt like, một lượt follow nhé. Cảm ơn tất cả các anh em. Đấy. Còn link của con TDC thì nửa chơi này thì để ở dưới phần mô tả. Đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm nhá. Và bây giờ thì anh em hãy xem kết quả của tay này xem nó có phải là xỉu hay không nhá. Rồi, 6 5 4 3 2 1 nào. Xem phải xỉu là gì nhá. 42 rồi. Ok anh em, anh em thấy chưa? Chuẩn xác đúng không anh em? Đấy, nó phải là trả lại gì? Nó phải bắt buộc nó phải trả lại tay xỉu. Bởi vì vừa rồi nó đang đi cầu 11 rồi đúng không anh em? Rồi ok anh em xem nhá. Rồi tiếp tục nhá. Tiếp tục mình lại xoay cầu và đánh tiếp tay nữa này. Anh em cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi. Tiếng này với cái đường cầu như thế này, tiếng này để xem nào. Nó đang chạy cầu 11, cầu 2, 17, 7 này 7 xuống, 7 xuống, cái này 7, 7 ra xỉu đây. Từ trước giờ toàn 7 ra xỉu, 3, 3, 2 này, đây 4, 3, 1, ok. Đến này thì mình vẫn phải đánh theo cầu, bắt buộc mình vẫn đánh theo cầu. Đấy, bởi vì cầu trước của nó đang là cầu gì? Đang là cầu xỉu. Đấy, tại sao mình nói là cầu xỉu? Bởi vì là cầu trước mình thấy hai cái 7 nó về xỉu thì mình vẫn phải theo về xỉu nha anh em nhé. Anh em đôi khi là anh em đánh anh em phải chơi là phải theo cầu. Đấy, đôi khi là cầu ở đằng trước nó chạy về đằng sau rất là chuẩn nhá. Nó rất là chuẩn anh em ạ, nên là anh em chơi anh em phải tham khảo những cái dạng cầu trước để có những cái dạng cầu sau nhá. Ok anh em, và bây giờ thì anh em chờ đợi kết quả xem nó có chuẩn sai không nhá. 3 2 1 mở nào. Kết quả có phải là xỉu hay không đây? Đây là cái gì đây? Không phải anh em ạ, 542, 542 11 anh em ạ. Rồi, ok. Lại ra cầu gì rồi? 542 542 lại ra cầu 21212 anh em ạ, lại về cầu 212 anh em nhé. Rồi ok, xem nào. Đang chạy 11 đẹp. Đang chạy 11 đẹp tự dưng có gãy cạch cái nhỉ. Xem 11 từ trước là 11 thì 11 xỉu này. 11 xỉu này. Cái này tăng 11 xỉu thôi. Ok, tiếng này thì vẫn tiếp tục vẫn phải theo 11 xỉu. Ok. Đánh ba củ luôn. Đấy. Bắt lại quả cầu 2 2 1 1 2. Ok anh em nhá. Đấy thì link của con TDC thì nửa chơi thì để ở dưới phần mô tả. Đam mê thì anh em ấn vào link và tải về nhá. Đấy anh em xem được những cái đường cầu của mình đây, hiện tại bây giờ mình đang bắt theo cầu cũ của nó đây nhá. Bắt tất cả là theo cầu cũ, cứ dựa vào những đường cầu cũ để bắt những đường cầu mới nhá. Đấy, bởi vì là cầu của cái con TDC thì nửa chơi này nó chạy theo cái kiểu cầu vòng lập. Nó chạy từ đường trước chạy vòng về sau, cầu là chạy cầu nhớ anh em nhá. Rồi kết quả nào? Chuẩn xác cho anh em. Đấy, nếu mà tiếng vừa rồi mà anh em đánh tài thì có phải là tài không, nhưng ok anh em mình đã tỉnh táo đầu đúng không anh em. Rồi ok, tiếng này khả năng cao có thể đánh vào xỉu này, tiếng này có thể đánh vào xỉu ở tiếng này này. Đấy rồi,
Tiếng này thì mình đánh vào xỉu đánh 8 nít nha anh em nhá. Bắt cầu gì? Bắt cầu 2 1 1 2 anh em nhá. Đấy. Anh em chờ và đợi xem có đúng gì mình chia sẻ không nhá. Đấy thì ngày hôm nay thì ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em những cách bắt cầu đơn giản lại hiệu quả cao khi chơi tài xỉu trên con TDC thiên đường chơi này. Đấy anh em thấy là từ nãy giờ mình bắt cầu là ok không? Có đẳng cấp không? Đấy, nói chung là có tay gãy tay được nhưng mà đa phần là vẫn cứ là ok, vẫn cứ là lời anh em ạ. Đấy, bởi vì là quan trọng nhất là mình biết cách vào lúa. Cái cách vào lúa là cái cách chiếm 90% chiến thắng nha anh em nhé. Rồi bây giờ thì anh em xem là có phải là xỉu với không nào. 2 1 mở nào. Kết quả là gì đây? Vẫn là 552, lại ra tiếp tục. Lại đúng là cầu 11, cầu 11 này cũng dài như cầu 11 trước anh em. 1 2 3 4 5 6. 6 2 1 2 3 4. Ok. 6 phải đến 5. Ok, tiếng này đánh to chít này, đánh nick 3 cụ luôn, chả cần phải xem cầu, xem mỗi cái cầu này thôi. Đấy, anh em xem có đúng không nhá. Đấy, bởi vì làm sao? Bởi vì vừa đấy rồi mình đang xem cầu đằng trước, cầu đằng sau thì thấy cái đường cầu nó chạy rất là đẹp luôn, chạy đúng cầu nào ra cầu đấy luôn. Đấy, nó chạy nhớ cầu 11. Đấy nên là mình tiếng này bắt buộc mình vẫn phải theo cầu 11 nhá anh em nhá. Rồi, bây giờ thì anh em xem tiếng này xem có chuẩn xác là xỉu hay không nhá. Xem nào, xem đúng cầu 11 luôn nhá. Đếm ngược thời gian này, cùng mình và lặn cùng mình tiếng này. Và link của con TDTC thiên đường trò chơi này thì để ở dưới phần mô tả. Anh em nào đam mê những cái bộ môn thể thao này thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm tất cả các trò chơi trên con này nhá. Đấy em thấy chưa? Dòng dòng lúa hai bên đang bằng nhau, đang đi bằng nhau. Rồi ok, bên này một tỏi, bên này có 8 8 lít thôi. Rồi kết quả này. Chuẩn xác anh em nhá. Chuẩn xác húp luôn anh em thấy chưa? Đẳng cấp vẫn cứ là đẳng cấp, vẫn cứ là ok, vẫn cứ là tuyệt vời đúng không anh em? Link của con TDC thiên đường chơi để ở dưới phần mô tả. Đam mê thì ấn vào link và tải về và trải nghiệm nhá. Và bây giờ thì mình xin phép tất cả anh em, mình chốt lãi đây bởi vì hiện tại mình có lãi là mình phải chốt nhá. Mình nói với anh em rồi, có lãi là mình phải chốt, chốt ít hay chốt nhiều là mình phải chốt nhá. Chơi phải tỉnh táo đúng không anh em? Chơi không có đam mê, thắng là mình nghỉ, phải ăn lon để làm sao để có vốn để chơi những ca sau nhá anh em nhá. Ok anh em, xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.